Thưa quý vị, ra mắt phim The Revenant đến từ Los Angeles, California. Leonardo DiCaprio, Tom Hardy và Alejandro G. Iñárritu đã dẫn đầu những ngôi sao của phim The Revenant tại buổi ra mắt phim này ở Nhà hát Trung Hoa, TLC. Lấy bối cảnh vào năm 1820, The Revenant kể về cuộc hành trình trở về và trả thù của người thợ săn Hughes Glass do Leonardo DiCaprio thủ vai. Sau một trận chiến đẫm máu với con gấu khổng lồ, Hughes bị thương nặng, còn những người bạn đã tàn nhẫn bỏ anh lại trong vùng núi tuyết hoang vu. Từ đó Hughes Glass phải làm tất cả để có thể tồn tại giữa cái lạnh khủng khiếp, những động vật ăn thịt và chiến đấu với những bộ lạc nơi biên giới. Mục đích duy nhất của anh là sống sót và trở về trả thù những kẻ đã phản bội mình. Hành trình của Hughes Glass trên màn ảnh khó khăn thế nào thì quá trình sản xuất của The Revenant cũng phức tạp thế đó. Bối cảnh phim diễn ra ở vùng biên giới với thời tiết khắc nghiệt, lạnh và ngập tuyết mà theo đạo diễn Mexico Enarito cho biết, hết sức khó khăn và thử thách, đến nỗi ông không nghĩ là có ai muốn làm một bộ phim như vậy nữa. Có mặt cho cuộc phỏng vấn đã là nam diễn viên John Ho Gleason, người mô tả The Revenant là một bộ phim của hy vọng. The Revenant sẽ được công chiếu tại một số rạp hát chọn lọc vào ngày 25 tháng 12 và trên toàn quốc vào ngày 8 tháng Giêng năm 2016. <laughs>